Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món ăn vặt nữa, chính là món hành tây chiên hay là snack hành tây, bim bim hành tây. Và các bạn thử xem đây là thành phẩm nhé. Rất là tuyệt các bạn. Và mình hy vọng rằng với chia sẻ này của mình có thể tạo thêm cho các bạn một món ăn vặt nữa rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Và để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị nửa bát bột mì, nửa bát bột năng hoặc là bột bắp, bột mịn ấy. Đây là bột chiên xù, một củ hành tây, một quả trứng, nửa bát sữa không đường và một số loại gia vị đi kèm. Như là bột ớt này, hạt tiêu và bột tỏi và một số cái gia vị khác nữa. Và để thực hiện thì các bạn làm như sau. Đầu tiên là công đoạn sơ chế hành tây, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai tô nước như thế này. Một tô thì các bạn dùng để rửa và một tô thì các bạn sẽ để ngâm hành tây. Để hành tây được giòn và không bị hăng thì các bạn có thể cho ngâm vào nước, cho một chút muối này. Sau đó thì các bạn sẽ cho vài viên đá vào hoặc là các bạn ngâm vào trong nước lạnh. Hoặc là các bạn có một cách khác là các bạn có thể gọt vỏ hành tây, sau đó thì các bạn sẽ để tủ lạnh khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Thì sau đó các bạn cắt thì hành tây cũng không bị hăng. Và bây giờ thì các bạn sẽ gọt bỏ cái vỏ vàng này đi. Sau khi đã gọt xong vỏ thì các bạn sẽ rửa qua nước cho sạch. Và bây giờ thì các bạn sẽ thái lát hành tây. Hành tây các bạn sẽ thái thành những khoanh tròn như thế này. Độ dày thì tùy ý. Các bạn có thể thái khoảng nửa đốt ngón tay hoặc là khoảng 5 ly, 1 cm tầm đấy. Và sau đó các bạn sẽ tách những cái vỏ tròn này ra và chúng ta ngâm vào trong nước đá lạnh có pha một chút muối. Như vậy sẽ làm cho hành tây giòn và không bị hăng khi các bạn chiên. Khi các bạn thái thì không bị hăng. Còn nếu như bạn nào đã ngâm trong tủ lạnh rồi thì các bạn không phải ngâm thả trong nước lạnh nữa mà các bạn chỉ cần cho một chút muối và ngâm thôi. Để tách được những cái vòng như thế này thì các bạn cứ đẩy xuống theo cái chiều của nó là sẽ tách được.
Thường là những vòng ở trong thì sẽ dày hơn những vòng ở ngoài và sẽ vừa hơn. Khi chiên thì các bạn chọn củ hành vừa thôi, vừa thì cái vòng tròn nó không quá to thì khi chiên sẽ đẹp hơn. Và sau đó thì các bạn sẽ để cho hành tây này ngâm trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Và trong thời gian mà các bạn chờ hành tây thì các bạn sẽ đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác, đó là bột chiên. Đầu tiên là cái bột chiên ướt thì các bạn sẽ cho một bát nửa bát bột mì và 1 phần 2 bát bột bắp hoặc là bột má năng hoặc là bột mịn. Và cũng khoảng nửa bát sữa tươi không đường hoặc là các bạn có thể dùng nước. Cái định lượng sữa và bột này thì các bạn có thể điều chỉnh theo cái lượng, tùy cái lượng bột mà các bạn có thể điều chỉnh lượng sữa. Các bạn có cho ít một. Để nhanh hơn thì các bạn dùng cái đánh trứng này các bạn đánh thì để cho bột mịn và không còn vón cục nữa. Hoặc là các bạn có thể dây qua bột trước khi mà các bạn trộn với sữa thì sẽ khi đánh thì sẽ không có nhiều cái cục nhỏ. Và sau khi bột đã mịn thì các bạn cho thêm một quả trứng. Các bạn quấy đều. Và các bạn cho thêm một chút muối này. Một chút hạt tiêu. Một chút bột ớt. Bột ớt này tùy các bạn muốn ăn canh nhiều thì các bạn có thể cho thêm nhiều. Và một chút bột tỏi. Bột tỏi cho vào thì có mùi thơm. Rất là thơm. Và sau đó thì các bạn sẽ nguấy đều. Các bạn trộn bột sao cho nó vừa mịn như thế này, vừa tạo ra độ sánh. Và đây là phần bột ướt mà sau khi các bạn đã chuẩn bị xong. Và đây là bột chiên xù. Bột chiên xù này thì các bạn nhìn thấy hơi to, vì vậy để cho độ dính vào và miếng hành nhiều hơn thì các bạn phải cho xay bột qua. Và đây là phần bột mà sau khi các bạn đã xay xong thì nó sẽ mịn như thế này. Và bước tiếp theo thì các bạn sẽ đổ vào hộp và để lát nữa chúng ta lắc cho dính vào phần hành. Và như vậy là phần bột chúng ta đã chuẩn bị xong, thì bây giờ chúng ta sẽ vớt hành ra để chuẩn bị chiên. Thì các bạn sẽ đậy cái phần bột chiên xù vào, không bị nước vào sẽ bị ẩm. Đây là hành tây sau khi các bạn đã ngâm được khoảng từ 5 đến 10 phút. Và các bạn vớt ra để ráo nước. Công đoạn tiếp theo là các bạn sẽ nhìn theo các bước như thế này. Đây là phần bột
mà các bạn đã chuẩn bị xong này. Các bạn sẽ dùng hành tây và nhúng qua các bước như thế này. Đầu tiên là qua bột ướt, sau đó thì đến bột chiên xù. Và bước tiếp theo để cho bột dính vào đây thì các bạn dùng nắp. Đây, các bạn có thể đậy lắp vào, sau đó các bạn nắp giống như các bạn tẩm bột cánh gà ấy. Để các bạn nhìn thấy rằng khi mà cái bột chiên xù mà các bạn xay đi thì nó sẽ khi dính vào hành sẽ nhiều hơn và nhìn sẽ mịn hơn, và đặc biệt là khi chiên thì nó không bị rơi ra và không bị cháy dầu. Với một củ hành tây thì các bạn có thể làm được rất nhiều, khoảng 2 đĩa. Và các bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết. Và ngoài món snack hành tây này thì các bạn có thể làm thêm snack khoai tây, snack khoai lang. Các bạn nên để bột cho nó chảy bớt để khi vào bột chiên xù thì không bị ướt. Và đây là phần hành sau khi các bạn đã tẩm bột chiên xù, và bây giờ đến công đoạn chiên thì các bạn để cho chảo khô, sau đó cho dầu vào. Đợi cho dầu thật già. Để kiểm tra thì các bạn có thể cho đũa và khi thấy sủi bọt thì các bạn bắt đầu cho hành vào chiên. Và khi chiên thì các bạn nhớ để nửa vừa. Nếu như các bạn để nửa to thì các bạn phải đợi chở liên tục như thế này, lật liên tục để cho miếng hành đều và không bị cháy. Các bạn nhìn thấy thành phẩm rất là ngon, vàng. Và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn xong là món snack hành tây, và bây giờ các bạn sẽ tham khảo thành phẩm sau khi các bạn chiên xong. Và bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nhé, món này rất là tuyệt vời.
Rất là tuyệt các bạn. Và mình hy vọng rằng với chia sẻ này của mình có thể tạo thêm cho các bạn một món ăn vặt nữa rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như góp ý của các bạn. Xin chào các bạn.